Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Mình đặt z là a cộng bi. Tiếp tục, chúng ta sắp xếp phần thực và phần ảo. Như vậy áp dụng mô đun của số phức thì chúng ta sẽ có căn bậc 2 của a trừ 1 tất cả bình phương cộng cho b trừ 5 tất cả bình phương cộng với lại căn bậc 2 của a trừ 1 tất cả bình phương cộng cho b cộng cho 5 tất cả bình phương bằng 10. Và cục này là một phương trình đường tròn thì chúng ta sẽ áp dụng công thức luôn, đó chính là a trừ 2 tất cả bình phương cộng cho b trừ 1 tất cả bình phương bằng m bình phương. Như vậy mình sẽ vẽ hình ra nha. Bây giờ chúng ta có như sau. Tại vị trí 1, 5. Còn này là 1 trừ 5. Thì chúng ta thấy rõ nha. Cái đoạn này nè, mình sẽ tính ra được tổng là 10. Điều này chứng tỏ rằng cái điểm Z này sẽ di động trên cái đường màu đỏ này. Tiếp tục, ở đây chúng ta có là 2, 1. Chúng ta biết để nói là m là các số nguyên dương. Như vậy chúng ta sẽ vẽ các đường tròn như thế này. Đây là đường tròn có m bằng 1 nha. Thì chúng ta có một vị trí tiếp xúc nha. Chỗ này tiếp xúc ở đây. Trong khi đề nói có bao nhiêu giá trị m tồn tại sao cho đúng có hai số phức. Thì có nghĩa là đường tròn này nè bắt buộc phải cắt cái đường màu đỏ thành các cái đường màu đỏ thì chúng ta mới có hai vị trí tiếp xúc như thế này. Bây giờ mình sẽ đi tìm khoảng cách từ cái cục màu từ cái vị trí tâm này lên ở vị trí này và từ vị trí này lên đây. Thì chúng ta có tâm ở đây là 2, 1. Thì chúng ta có tâm ở đây là 2, 1 nha. Còn vị trí này chính là số 1. 5. Và đây là 1 trừ 5. Thì bây giờ mình đặt là A nè, B nè, C nè. Như vậy chúng ta có vector AB. Chúng ta lấy tọa độ B trừ tọa độ A. Thì chúng ta có 1 trừ 2 là trừ 1. 5 trừ 1 là 4. Thì độ lớn của vector AB ở đây sẽ bằng 4.123 và vector AC cũng vậy. Thì chúng ta ra 6.0827. Như vậy chúng ta sẽ dừng lại ở vị trí số 4. Chúng ta loại trường hợp M bằng 1 nha, tại vì nó chỉ là tiếp xúc thôi, cái đoạn này chỉ có 1 à. Như vậy chúng ta chỉ có 2, 3, 4. Còn nếu mà nó lên số 5 á, thì nó sẽ cắt ở bên đây. Tuy nhiên nó bị vượt over qua bên trên rồi. Cho nên chúng ta sẽ dừng lại ở 2, 3, 4 thôi. Mình chọn là câu A nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.